Quý vị và các bạn đang theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phòng và điều trị bệnh tiểu đường. Ăn những loại trái cây nào để duy trì sự ổn định của đường huyết và giúp ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm là điều người bệnh tái tháo đường cần hết sức quan tâm. Vai trò của trái cây đối với sức khỏe Trái cây là một nguồn chất xơ rất tốt cho cơ thể vì có cả hai nhóm chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ tan là thức ăn cho các vi khuẩn có lợi ở đường ruột, gắn kết với các axit mật trong ruột, làm giảm nhũ tương hóa chất béo của thức ăn, làm dễ tiêu, thẩm thấu, nối kết với các cholesterol và thải trừ chúng ra khỏi cơ thể. Chất xơ không tan giúp hạn chế sự tăng đường máu sau khi ăn ở bệnh nhân đái tháo đường, phòng chống tăng cholesterol trong máu và phòng chống ung thư trực tràng. Không chỉ vậy, trái cây còn là một nguồn chất chống oxy hóa tế bào như vitamin C và A. Trung bình 100 tới 150g trái cây có thể cung cấp cho một người lớn đủ nhu cầu vitamin C hàng ngày. Vitamin C còn giúp cơ thể gia tăng sức đề kháng chống nhiễm khuẩn. Những người bị bệnh tiểu đường chỉ có thể ăn một số loại hoa quả nhất định. Đây là một quan niệm sai lầm mà nhiều người mắc phải. Trên thực tế là một bệnh nhân tiểu đường có thể ăn tất cả các loại trái cây nhưng với số lượng hạn chế vì trái cây cung cấp nước, đường, chất xơ, vitamin C vitamin nhóm B, chất khoáng, canxi, magie, kali đều rất tốt cho cơ thể. Không cần kiêng trái cây ngọt, theo thạc sĩ bác sĩ Phan Hướng Dương, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, điều quan trọng với người bệnh đái tháo đường không phải ăn loại trái cây có độ ngọt nhiều hay ít, mà là ăn với lượng bao nhiêu để không lo lắng về việc tăng đường huyết. Khi ăn có thể chọn những loại quả chín, trái cây ngọt với một số lượng vừa phải, từ 150 tới 200g mỗi ngày để cơ thể không bị thiếu hụt các nhóm chất kể trên mà vẫn không bị thừa đường. Ví dụ như một quả xoài nặng 300g thì chỉ nên ăn khoảng 50g, tức tương đương khoảng 1/2 một bên má của quả xoài. Nếu vẫn muốn ăn có thể ăn tiếp 1/2 quả xoài sau 2 giờ tiếp theo. Việc này giúp cơ thể dễ dàng hấp thu và chuyển hóa tốt hơn. Ngoài ra người bệnh đái tháo đường nên ăn toàn bộ quả chứ không nên dùng ở dạng nước ép vì nước ép sẽ mất nhiều chất xơ, mất một nửa lượng vitamin và khoáng tố, ăn cả quả cũng sẽ tạo cảm giác mau no hơn so với uống một ly nước ép cùng lượng. Người mắc bệnh tiểu đường có nên uống nước ép trái cây? Các loại nước ép trái cây không phải là thức uống lý tưởng cho bệnh nhân tiểu đường, thậm chí cả những loại nước ép đóng hộp có ghi nhãn là không đường nước trái cây là một trong những nguyên nhân làm lượng đường trong máu tăng đột ngột. Việc nhai hay ăn bằng miệng làm cơ thể hấp thụ dần lượng đường đưa vào. Nếu có sự gia tăng hàm lượng đường, nó cũng diễn ra chậm hơn. Ngoài ra, việc ăn hoa quả còn làm tăng hàm lượng chất xơ cho cơ thể, giúp chống ta bón, giảm mỡ máu. người tiểu đường nên ăn trái cây khi nào? Nếu bệnh nhân tiểu đường ăn trái cây ngay sau bữa ăn trưa hoặc ăn tối có thể làm gia tăng lượng đường trong máu. Phải có khoảng cách ít nhất 2 giờ sau các bữa ăn mới nên dùng trái cây. Ăn trái cây lúc này sẽ không làm đường huyết của người bệnh bị tăng đột ngột. Thời gian lý tưởng để ăn trái cây là giữa buổi sáng, khoảng 11 giờ sáng hoặc vào buổi tối lúc 5 giờ chiều. Những lưu ý khi ăn trái cây ở người tiểu đường: không ăn nhiều một loại trái cây nhất định nên ăn đa dạng, hạn chế ăn trái cây khô đóng hộp, ăn trái cây xa các bữa ăn chính nhưng không được thay thế bữa ăn chính. Nên vừa ăn vừa tự nghe ngóng bản thân bởi cơ thể mỗi người thường phản ứng khác nhau, tùy thuộc vào mức độ bệnh và thể trạng của mỗi người nên ăn trái cây cả quả, không ăn bằng cách ép nước, chỉ nên ăn tối đa 3 lần trái cây mỗi ngày. Nên ăn trái cây gì? Bưởi, bưởi là sự lựa chọn rất lành mạnh cho bệnh nhân đái tháo đường. Người bị đái tháo đường có thể dùng một nửa trái bưởi đỏ mỗi ngày. Cam, cam được biết đến với hàm lượng vitamin C cao, carbon thấp và chứa chất kali. Đây là một trong những loại quả an toàn cho bệnh nhân đái tháo đường táo là loại trái cây chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp giảm lượng cholesterol, làm sạch hệ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch. Táo cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp tiêu hóa chất béo trong cơ thể. Dưa hấu, dưa hấu rất giàu vitamin B và C cũng như beta carotene, kali và lycopene thấp nên là loại trái cây tốt cho người bệnh đái tháo đường. Ăn một miếng dưa hấu mỗi ngày sẽ cung cấp các sinh tố cần thiết cho bệnh nhân đái tháo đường. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai sẽ là những thông tin về cách bảo quản sau củ quả an toàn và tươi lâu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.